S2.vn hân hạnh đồng hành cùng trận đấu này. S2.vn máy chủ mới trí tôn Open Beta 16 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2021. S2.vn MOBA Online cổ xưa phiên bản Season 2 đặc biệt, tối đa cánh cấp 2, không ai tầm mới, giới hạn reset 1 ngày 3 lần, free gift code dành cho các tân thủ. Anh em hãy đăng ký tài khoản tham gia chơi và PK cùng các game thủ VLUB BB tại S2.vn nhé. S2.vn quý tộc hoàng gia. Xin trận nữa nào, xin trận quần bài ổn nữa, dứt điểm thì lại Anom nào. Chung kết đầu tiên của đội bạn, và đây là Hitty cùng tuyển Hitper nào, Hitman nào. Ui xe nào. Ui giời ấy, xin per ban này cho hit sen cái này, ngon, mát mày. Mát mày, Hitty của BB và sen của Cam Quất. Cái thì game thủ Hồng Anh cầm mang C và AC của Gani, bần đội bạn cũng là hai quân tuyển, rất đẹp. Có mang C mình có Hitty rồi, Hồng Anh đánh châu chém rồi. Và quan trọng chúng ta có một con sen trong tay của game thủ Cam Quất đây. Khác bọt. Đây là sự khắc bọt này. Và đánh bài tàu dành cho game thủ Cam Quýt. Đánh bài tàu, khó hiểu. Đúng rồi anh em ạ. Bài Quýt thì gần như không thi đấu rồi. Nhưng mà nhiều người bị bại quả đến 22 dân đến cùng. Do đó bị đội bạn đập chết. Bị phù gần map. Hiếm khi ông bị phù tơn đỏ như vậy anh em ạ. Ở đây là xe của anh Cang Quýt, thiếu đầu 5, đánh bay tàu. Sự khác biệt nó sẽ thể hiện như thế nào trong trận này khi Quýt cầm xe đây. Cho bạn đi mang xe chém với AC đến cùng rồi. Quay trở lại bài xe này nào, có quả phụ luôn dành cho Tùng Cam Quýt. Bắt đầu 6 cây. Bây giờ có vòi nữa là ngon luôn. Một đoạn gì đó nhỉ. Mất 4 giây. Một cái đoạn gì đó ở sát mem cũng được. Đấy cái đây à, đấy sắp bot họ sẽ ban anh ơi. Đây là BB của bài đấu mà BB cầm Hitty đánh cung. Rừng thì đang có nhưng mà là hơi rộng. Tuyệt lớp ạ. Về lớp thì chỗ này có kẹo nhưng mà đánh được một C thì hủy nhá, nhưng mà đánh ổn định. Đang quăng lên quăng vệ à. Cái việc ban spam đấy là việc của support anh nhá. Việc của support như bọn em thì bình luận thôi. Em không ban, em chỉ bình luận thôi. Em không ban, đấy là của support. Em nhắc em thì có được cái gì đâu. Bì lớp cần được xẻ hàm không? Không, anh tính ngọc mà. Bì lớp xẻ hàm đầu yếu hơn. Bài này thì thầy phải hiểu nữa, không đủ đồ ấy, bài đủ đồ với Hitty thôi, không được đẹp lắm. Cang Quýt thì cầm xe, và trận đấu này Quýt sẽ là đối xứng ở đồ đâu. Đồ ăn quanh nhà, hai quả phụ dành cho Cang Quýt. Chết dần à? Chết dần.
Đây là quyết định giật hốc dành cho game thủ Cam Quýt à? Kín luôn rồi đấy. Hở đâu vẫn còn hở. Kín này. Dừng kín này. Hình như là kín rồi, sao dân đi, dân nó chạy ngược lại mà. Bi Hồng Anh cần được thẻ hào không à? Đánh cả đời anh ơi. Hôm qua làm kèo Bi Hồng Anh đấy. Cái cặp này vẫn rất ăn ý. Hồng Anh hệ bán máu xem sướng. Bi mà cặp cái kiểu hệ chém chém rồi là thích rồi. Với thầu cặp với Hồng Anh là chuẩn phớ rồi đấy. Đó, bắt đầu đẩy giò dành cho cái thủ Cam Quýt. Thì nó Quýt là người lên đời sớm. Vậy là vẫn hổ, một end đã kín. Danny đánh anh ngọc sức rồi. Một trận đấu xem không phải lên được quá sớm, nhưng mà vẫn sẽ là sớm với bản đồ dành cho Cam Quýt thôi. Quyết định của Quýt đó chính là chọc vào trong 9 giờ. Cùng cánh ngày nào đây? Chính xác là Bì cùng cánh ngày nào đây? Lực đang khỏe, Quýt đã được 2 bãi quả phụ. Đây là màu 6 game của Hồng Anh cầm con Max C. Max C của Hồng Anh, trận đấu tôi nói thì Max C sẽ đánh 2L khi chúng ta là người có con cùng R tuyển Hitty. Cùng R chống cung, à cùng R chống Y Max C. Kín rồi à, đá kín, Bì bị chọc à. Đấy, Bì bị chọc chết một dần, đây là con gió công giáp của game của Hồng Anh. Đấy, xin lỗi anh thôi. Là cái chết 3 dân dành cho Bi. Đó, nói phết nhỉ. Hồng Anh cũng đang rất tập trung trong cái trận đó này. Chết. Rồi, 3 dân Bi vé tốt. Cảm thấy được dân gì của Hồng Anh chưa? Có dân ngoài đấy. À đây à. À đây 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 à. Gần đi ngày sát đây. Tôi tưởng gần đi 6 giờ rồi. Gần đi ngày sát đâu nhà Hồng Anh rồi. 2L dành cho Cam Quýt bổ luôn. Khi đồ bạn bắt bài đồ bạn đánh 2L Max C. Đây, 2L. Chắc chắn là 2L rồi. Bi cẩn thận nhá, 2L nó chạy về nhà Bi đấy. Khỏe thế, bãi quả kìa. Bãi quả còn nguyên dành cho game thủ Hồng Anh. Bi cố gắng đỡ thôi. Đây, cố gắng đỡ chúng dần đi. Và Quýt là người sáng vẩy hè á. À, Hồng Anh. Hồng Anh tập trung nhờ. Có về dành cho Hồng Anh để... Ôi, ấy chạy. Bánh xe kìa. Còn những dân ở Hồng Anh thì vẫn đang đi chân lực Bi thôi. Thêm 3 dân nữa là Bi chết 6 dân. Hồng Anh cũng chết bãi quả ăn hoang rồi. Thì có những dân nào có bánh xe rồi. Bây giờ phải chém thủ cho những người Bi. Nên có những xì nó khỏe nhá. Cái này có những xì nó chưa có gì đâu. Cái này xì đã được thì không thôi. Bánh xe nó thực sự ra. Tại con xe là vô cùng khó chịu. Đó là cấu được dân của Bi. Có thể Hồng Anh trả chén tinh thần 21 thôi. Quýt là 32. Quýt phải cân đôi. Từ này sẽ Bi có thể đổi được quân. Chỉ được 2A thôi. Còn từ đầy đường thì Bi đã yếu. Sẽ này thế chứ. Còn nữa bắt dành cho cái cụ Cam Quýt. Hồng Anh sẽ tiếp tục đi và Danny sẽ đẩy Quýt. Ở 30, Quýt đang đỡ được. Quýt phải cố gắng khỏe. Dốc. Quýt muốn vào vã luôn à. Có giáp 2, có dốc, không thể nào ăn được. Đấy rồi, số là 42. Chúng ta không giành chiến thắng vì đến đời muộn bị Hồng Anh chém là quá rát. Vậy là có trận đấu thứ 7. Cả đấy Mắc Bình sẽ là 9 trận. Trận nào Mắc Bình sẽ là 9 trận em nhỉ. Có trận 7.